Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ngọc Sơn sinh năm 1970 là một ca sĩ. Ngọc Sơn nổi tiếng với các ca khúc như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha Lòng Mẹ. Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho dòng họ trước khi qua đời. Trả lời câu hỏi vì chuyện thừa kế khối tài sản khổng lồ của anh sau này, Ngọc Sơn tiết lộ anh đã tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho dòng họ, bản thân thì làm kiệp tạm nhà tư. Tôi dù giữ chức vụ trong xã hội vẫn là luôn tấm thân nhỏ bé quá đãi gia đình, luôn tiếp xúc bà con không thể tầng lớp xã hội nào mà an toàn tình yêu quê hương gia đình bằng âm nhạc. Tôi kinh doanh từ thập niên 1990, cứ không phải tay ngang vào ngành. Thú thật tôi rất sành bất động sản nhằm mua bán đất chưa bao giờ trị. Bí quyết của tôi là xin xa, trông rỗng, luôn học hỏi và không bao giờ vội vàng. Vì vậy trong nghệ thuật là danh ca, nhạc sĩ bước vào kinh doanh cũng là có thâm niên. Tôi đang vận hành tập đoàn của mình rất tốt. Trong cuộc sống người ta tìm cầu tiền tài, lợi lộc, niềm vui, còn tôi chỉ có sức khỏe. Có thể nói tôi đang có trạng thái sức khỏe thượng đỉnh. Tôi từ chối bất cứ thứ gì trong tốt sức khỏe của mình. Mỗi ngày tôi cứ ngủ đều 9-10 giờ, hoặc dậy từ 5-6 giờ sáng nếu có công việc. Tôi làm việc thâu đêm hoặc di chuyển đến 3 tỉnh thành. Trong ngày thì bình thường, càng làm việc tôi càng thấy vui và yêu đời. Để làm việc ao ao, tôi biết mệt, tôi phải khỏe thế nào, chắc bạn hiểu. Tôi thiết lập chế độ ăn uống, tập gym riêng mình và thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Ở bất cứ đâu tôi đều có thể lấy tạ ra tập hoặc chống đẩy tại chỗ. Thời điểm cha bị bệnh, tôi gác toàn bộ công việc để một mình cảnh chăm sóc cho cha. Ông mất tôi như đóng băng, bỏ hát hắn vài năm vì không còn thiết tha nhảy nhót trên sân khấu. Sau này mẹ bị bệnh nặng, tôi còn dốc hết mọi thứ mình cho mẹ. Như vậy tôi thương cha mẹ đến mức từng nghĩ nếu ông bà chết, tôi sẽ chết theo. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ mẹ, nước mắt tôi tự nhiên lại trào ra. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, đau đớn trong tim tôi, cho khỏe nỗi đau mất mẹ. Hiện tại mẹ không còn, tôi dồn hết thời gian và tâm óc cho công việc quê hương và hoạt động thiện nguyện. Những điều tôi đang làm hiện tại đều nhằm làm giàu mũi né, phân thiết mảnh đất tôi rất yêu và nhiều duyên nữa. Tôi thích trồng rau nuôi gà, gắn bó quần chúng nhân dân. Nếu không yêu người dân lao động, làm sao tôi sáng tác được bài Thương Người Nông Dân. Tôi bận bụi mỗi ngày, xem sự bận bụi làm niềm vui. Bây giờ tôi thích viết nhạc, chơi thể thao, mang lại tới người năng lượng, cũng là tạo sự tích cực trong mình. Gia đình dòng họ hầu hết làm nhà giáo chiến sĩ đảng viên. Cha tôi từng là trưởng đoàn văn công năm, hơn 50 năm tuổi đảng, có huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Ông là nhà giáo nghèo, ra đi chỉ để lại các con mấy vần thơ. Tôi xem cùng chữ nhân nghĩa cho cha như món quà vô giá trong đời, luôn đem khoe và để hình ảnh ông trên màn hình điện thoại để bây giờ. Theo y học, tôi đã lấy đi những gì tinh túy nhất của mẹ khi chào đời. Tôi, người cháu đích tôn, cũng thừa hưởng những tác phẩm qua bốn đời của dòng họ Phạm như tính cách nghĩa khí. Đó là chưa bao giờ để ngọn lửa trong tim vật tắt. Thời mới vào nghề, tôi từng hỏi một đàn anh rằng nghệ sĩ là có như thế nào. Ban đầu ai vào nghề cũng đầy máu lửa đam mê, nhưng theo năm tháng, đó là chưa bao giờ để ngọn lửa đam mê vượt tắt. Thời mới vào nghề, tôi từng hỏi một đàn anh rằng nghệ sĩ là nghề nào. Tôi ngỡ ra điều đó từ rất sớm nên luôn giữ gìn ngọn lửa trong tim mình. Đến nay ngọn lửa ấy vẫn cháy, ngày ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra nhờ xuất thân gia đình, tôi luôn tu tập, nghèo cho sạch, sạch cho thơm mới giữ vững vị trí của mình đến tận hôm nay. Tôi luôn sống trong tình thương của đại gia đình, tôi đi đến đâu cũng có người yêu thương. Càng nhận tình yêu thương, tôi càng ý thức trách nhiệm của mình, càng cúi đầu nhìn rõ nỗi khổ của người nông dân. Vì duy tâm, tôi luôn có người ở trên theo dõi việc mình làm. Ngày xưa tôi nhặt được quả trứng gà để hoang bên đường. Ngày xưa tôi nhặt được quả trứng gà để hoang trên đường, dù rất đói vẫn trả lại.
Tôi ý thức nếu mình lấy quá trường đấy. Thú thật 30 tuổi rất khổ giữ mình trước những mồi chài dù dỗ, đam mê của ngọn lửa Việt xung quanh. Tuy nhiên tôi đã vượt qua giai đoạn đó, chiến thắng chính mình. Ngọc Sơn hôm nay đang ở tập 3 cuộc đời, chính chú, khỏe khoắn mọi mặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.